Xin chào, hôm nay máy may Thuận Phát sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chân vịt thêu tự do nhé. Chân vịt được sử dụng để thêu trên vải và chân bông chuyển động tự do. May được độ rộng 7mm đầu tiên, thay chân vịt, mở ốc gót chân vịt và gỡ gót khỏi trụ. Chân vịt có độ rộng 7mm, có thể điều chỉnh độ thưa dày mũi may và ở ưu sự hạt thiền ở hạt độ rộng dích dắt để phù hợp với sở thích của bạn nhé. Sau đó bạn gắn chân vịt thêu tự do vào trụ và khóa ốc cố định. Hạ răng cưa xuống. Bạn có thể dùng thêm khung thêu để dễ dàng di chuyển vị trí may. Nâng chân vịt cao nhất và đưa khung thêu vào. Chọn đường may thẳng. Điều chỉnh độ thưa dày mũi may theo nhu cầu của bạn. Nhớ hạ chân vịt trước khi may nhé. Chọn đường may zig zag. Điều chỉnh độ rộng zig zag có thể chỉnh đến 7mm. Điều chỉnh độ thưa dày theo sở thích của bạn. Chân vịt thêu tự do có độ rộng 5mm. Các thao tác sử dụng giống như chân vịt thêu tự do 7mm. Bạn có thể mua trực tiếp sản phẩm này tại cửa hàng máy may Thuận Phát 596 hoặc mua tại link ở phần bình luận nhé.